นั่งดินั่งดิmột tôi đau thương đồng hành đi trường điệp khúc yêu đương chỉ còn mình. Đứng dậy á, đứng dậy nó mới máu à? Đứng dậy hát mới máu ấy, mới vào ấy. No lắm không ngồi được. À, ngồi coi co cái bụng nó đầy cơ mà nó không hát được. Nhờ chị nhờ. Hát đi quay nhá, bắt đầu 2, 3. Đây là các anh chị đang đứng hát ly dưới gốc sung nhá. Thế này mới nhìn thấy được hết 4 người. Người hát không ngồi, khán giả ngồi xem vậy. Hát vào nhún. Ừ. Nó mới vào nhờ. Ừ. Ừ. Cả bàn rồi. Vương hai bóng à? Bóng hai nước. Pen đây là anh không ai nhưng như đấy sao thế không ai đường đây là đây sao thì không biết thêm cái này thế con này mà nó như đấy ví dụ đây nè để sao không có bên giải hạn mình lệch phải không? Vâng. Lệch một tí sẽ chạy nó lệch đi. Tôi ở đây giữa mà. Giữa nhà bà cũng được. Nhà đi ngồi hai máy cây ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lắm nó không sáng mấy nhỉ. Ừ. Anh dịch sang đây vậy? Vướng cây à? Cái cây nó chọc vào ấy à? Cách xa nó nhìn vậy. Chị ơi, lên, chị lên đây một tí đi chị. Chị. Lên một tí rồi đi. Chị ở giữa không xinh hơn à? Chị ở giữa không đẹp hơn à? Rất đẹp hơn chứ. Không thấp đâu, nhìn trong này cao lắm. Cao bằng mấy anh này rồi. Cân bằng rồi. Thế này mới đẹp. Bỏ cười con thấy đẹp với tiêu hát rồi. Đấy, mấy cô lên rồi đấy. Mới là 10 phút rồi. Vâng. Lúc nãy mưa rồi mà.
không mưa là được nửa tiếng rồi đấy. Đôi mắt nào chạy bây giờ mình nhà tạm thời phải cần áo phu một phe lại bắt đầu ngồi rồi, mỏi rồi. Đứng lâu cái chân nó mỏi rồi. À dạ. Bắt đầu vỡ chị không hát à chị? Đang sinh lại không hát rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ไปเอา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 ไป
ไปถึงเลยปล่อยไปที่งานแล้วเลยเหนื่อยแฮมมี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi thích pha xích bấn nốt vào để phát ra mình đã số tại kinh nào lâu đã số có thể là mày thứ ba nên đi đạt đó tạm có ba mà tạm nhận như thằng ba á mày lâu hủ lắm á tạm nhận như mày thằng ngu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ya, 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 ya
Ôi giời ơi, mày hát một tí đã tan rồi. Lâu với ta hát cho tao. Hôm nay nửa tiếng, hai tiếng. Đúng rồi, chia tay nửa tiếng đi. Hai tiếng. Tiếng sinh viên này trên 20 phút rồi. 30 phút rồi. Giữ được 18 phút. Sau
không phải được lúc mình lại phải lúc của chúng ta luôn là mấy chị gái phụ phụ chị gái nhà nhà toàn qua đông mà để ở đông lắm rồi chúc cái gì phải mà thầy ma chú tia chú nhàn pha quan bay nhắm không nào nó không gặp nó phải đâu nhà phán hô cầm bông 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 nhà sư nai nhà thế ma tia chú ơi tì nhà con cô chính ma pha lia chính ma phơ mà mấy mình cứ mà lái á. Cái gì đấy na? Con chỉ đá được. Không phải là cái cái gì ta bộ. Đấy á. Lanh là đỏ. Bay đi nhìn cái này. Quay được thật chứ. Nó phải gì đây đi chẳng đánh nấu. Không nhìn mấy bạn. Thấy mà. Ai to. Nhà tôi cha bố đại ơi để em đi đây bố trắng nhà ai là giúp anh ta chung bang đố bây giờ khen như chiếc ví nhà ấm mỉ đâu đấy đúng không mỉ đâu đấy chị ấm mỉ thì cháu ở đâu đấy cháu rồi nhà nhà chú ba phải ôm ba đứa sợ con nhà tôi phải sạch nhà không ở đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà nhỏ Thôi tạm biệt các anh nhé.